Từ những năm 1960, M16 đã là súng trường tấn công tiêu chuẩn của các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Tôi từng sử dụng khẩu súng này. Tôi đang ở South Carolina và tìm hiểu về hành trình chế tạo những khẩu M16. Với kỳ vọng mang tới người lính hỏa khí có tốc độ bắn cao và khối lượng nhẹ. Khi gắn hộp tiếp đạn 30 viên, M16 cũng chỉ có khối lượng chưa đến 4 kg. Nó nhanh chóng trở thành súng trường tấn công tiêu chuẩn. Mỗi khi họ siết cò súng, họ mong một điều gì đó sẽ xảy ra. Độ tin cậy của khẩu M16 là trách nhiệm của những người làm việc ở đây, hãng FN Manufacturing. Khẩu M16 được chế tạo từ hơn 100 chi tiết, tuy nhiên có thể chia nó thành 4 nhóm chính: báng súng, thân trên, thân dưới và tất nhiên là nòng súng. Tôi đã gặp kỹ sư Randy Deck để tìm hiểu quy trình chế tạo khẩu M16. Kelly, trong 2 ngày nữa, thứ này sẽ là nòng súng khẩu M16. Đây là một thanh thép hợp kim, đủ độ bền để chịu đựng áp suất, nhiệt và áp lực của một loại hỏa khí tự động. Đây là thứ hợp kim của 3 loại kim loại: chrome, molybden và vanadi. Randy, ý anh là cỗ máy này sẽ khoan một lỗ để tạo thành nòng súng? Chính xác. Để làm được điều đó, chắc nó phải khỏe lắm. Chúng tôi sử dụng một mũi khoan dài 1,22 m, với đầu mũi được bọc carbon, cho phép mặt khoan thoát ra tốt hơn, vì đây là lỗ khoan sâu. Chúng tôi cũng bơm dầu cao áp vào đây. Tất cả được thiết kế để có thể khoan được một lỗ sâu như vậy. Tại giai đoạn này, nòng súng được khoan nhỏ hơn cỡ 5,56 ly, nhỏ hơn một chút so với cỡ đạn. Bước tiếp theo của quy trình, chúng tôi sẽ nòng nòng súng. Đó đơn giản là quy trình nòng rộng nòng súng ra một chút sau khi khoan để chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo. Lúc này, việc của người thợ là đặt trục nòng vào trong nòng. Trục nòng này được thiết kế sao cho chúng tôi có thể bơm dầu dọc theo trục, nhằm đảm bảo tất cả mặt khoan được rửa sạch khi trục nòng được kéo qua nòng súng. Vậy là không có thứ gì ở lại, sẽ không còn gì cả. Nó để lại một bề mặt phẳng nhẵn. Vậy tất cả dầu bắn ra từ cuối nòng súng là dầu cao áp được bơm qua trục nòng đang được kéo qua nòng súng. Chính xác, trục nòng đang được kéo qua nòng súng và tất cả dầu được dùng để rửa sạch mặt khoan trong nòng súng. Đây là mũi dao xẻ rãnh nòng súng. Nó sẽ được đưa vào trong nòng súng đã được bôi trơn. Sau đó nó được đẩy qua nòng súng. Và điều đang diễn ra chúng tôi gọi là thế chỗ. Ngay lúc này, anh đang xem quy trình cuối cùng trước khi gia công nòng súng cỡ 5,56 ly. Tất cả mọi người sử dụng súng M16 đều nhắc quy tắc căn bản, luôn giữ vũ khí sạch sẽ. Nguyên tắc đó được thực hiện ngay từ đây. Các bước gia công nòng súng đã kết thúc, anh đã có trong tay một nòng súng 5,56 ly đã được xẻ rãnh. Công đoạn này là gì vậy? Anh ấy đang làm sạch nòng súng, loại bỏ toàn bộ dầu bôi trơn. Phải làm thật sạch để đảm bảo kích cỡ nòng súng và đường khương tuyến chính xác, số rãnh xoắn phải chuẩn. Và rửa sạch mọi loại chất bôi trơn nhân tạo, chính xác. Để tăng tốc độ sản xuất và duy trì độ chính xác, tất cả các quy trình quan trọng đều được thực hiện trên các máy tự động công nghệ cao. Randy, cỗ máy này dùng để làm gì đấy? Nó gia công phần viền bên ngoài nòng súng vừa trải qua những bước gia công như chúng ta thấy vừa rồi. Công việc đó mất bao lâu? Khoảng 3 phút. 3 phút và nòng súng đã được hoàn thiện. Biến nó hoàn toàn thành hình dạng như ở đây. Tôi có thể cầm nó lên không? Được. Giờ là lúc cho nòng súng bóng lộ này bẩn một chút. Nào Randy, tôi biết đây chắc chắn không phải là một nồi súp to rồi. Tất nhiên là không rồi, đây là bể phốt phát. Chúng tôi sẽ nhúng nòng súng bóng lộn này vào bể, để trong nửa giờ ở nhiệt độ hơn 90 độ C. Khi nhấc ra, trông nó sẽ như thế này. Sao các anh lại muốn nó trông như vậy? Đơn giản, chúng tôi không muốn người lính đi loanh quanh với khẩu súng bóng bẩy. Ồ, đúng rồi, anh phải ngụy trang.
Quy trình này mất bao lâu? Khoảng 30 giây. Trong khi tôi đợi, nòng súng sẽ được kiểm tra chất lượng để đảm bảo nó thẳng tuyệt đối. Người giám sát Brian Cox đang giải thích cho tôi về tiêu chuẩn của quy trình này. Chúng tôi giữ nòng súng để thiết bị chạy 3.000 lần. Thiết bị này có một thước đo có thể phát hiện những sai số nhỏ nhất của nòng súng. Nếu nòng súng không đạt yêu cầu, nó sẽ được sửa lại và kiểm tra cho đến khi đạt thì thôi. Trong khi nòng súng đang được kiểm tra, Brian dẫn tôi đến dây chuyền sản xuất phần thân dưới súng. Đây sẽ là phần giữ hộp tiếp đạn và cụm cò. Công việc của Wayne phụ trách là bước đầu tiên trong quy trình chế tạo phần thân dưới của khẩu M16. Nó được chế tạo từ hợp kim nhôm số 7075. Vì sao các anh sử dụng vật liệu này? Đó là một hợp kim bền, nhẹ và dễ gia công. Sau khi đưa phôi thân xuống dưới vào vị trí, cửa đóng lại và cỗ máy đang làm phép thuật. Tôi rất thích nhà máy này. Vấn đề là nhiều thiết bị ở đây là máy móc công nghệ cao, vì vậy không thể tận mắt thấy tất cả những gì diễn ra. Ví dụ như ngay trong đây, khi họ gia công chi tiết, chúng ta chỉ nhìn thấy đám bọt của chất bôi trơn có vai trò tản nhiệt và kéo dài tuổi thọ máy móc. 20 phút sau. Dòng khí áp cao được thổi vào chi tiết để loại bỏ hết chất làm mát. Phần tiếp xúc được làm sạch và từng chi tiết luôn khớp với nhau. Đây là hình dạng của thân súng khi vừa được mang ra khỏi đống bọt làm mát đó. Wayne đang làm sạch chúng. Nhiều nhân công làm việc ở đây, như Joy Taylor, có đam mê súng ống mãnh liệt. Tôi có một người anh họ đang chiến đấu ở nước ngoài, vì vậy tôi làm việc cẩn thận hết sức có thể. Giống với nòng súng, các cấu kiện khác của khẩu M16 được kiểm tra kỹ lưỡng về độ chính xác và độ bền. Thiết bị điều khiển bằng máy tính này đang đo đạc thân súng và so sánh nó với thông số kỹ thuật cho trước. Tất cả để đảm bảo những khẩu M16 được chế tạo giống hệt nhau. Sau cùng, các chi tiết được gửi đến bộ phận lắp ráp. Columbia, bang South Carolina là quê hương của hãng FN Manufacturing, nơi ra đời những khẩu M16. Chúng ta đã thấy hoạt động gia công chi tiết. Giờ là lúc thấy khẩu súng này được lắp ráp. Đây là nơi chúng tôi lắp phần thân trên với nòng súng. Bước đầu tiên là vặn phần cuối nòng vào thân trên. Chúng tôi cùng kiểm tra xem ống chích khí đã thẳng hàng chưa. Khi phần cổ chai này được vặn chặt vào thân súng và thẳng hàng, công nhân sẽ lắp loa che lửa đầu nòng vào. Phần đầu nòng này còn có tác dụng giảm lực hất của mỗi phát bắn, giúp nòng súng ổn định khi tác xạ. Sử dụng lòng đèn, người công nhân sẽ gióm các chi tiết qua đây. Cũng như mọi khi, không thứ nào được chuyển đi khi chưa được kiểm tra. Người công nhân sẽ kiểm tra vị trí trục đối xứng của thân trên và trục của thước ngắm trước trên nòng súng, xem đã thực sự thẳng hàng hay chưa. Nếu chưa thẳng, công đoạn này sẽ được làm lại từ đầu. Khẩu M16 đã dần thành hình. Tuy nhiên, với hơn 100 chi tiết, đây là một công việc không thể vội. Việc tiếp theo là gắn tay cầm và cụm bắn súng lại với nhau. Nó bắt đầu trông giống phần sau của khẩu súng rồi đấy. Cả tay cầm và bán súng đều làm bằng chất dẻo phức hợp. Việc giảm được 0,5 đến 1 kg khối lượng có thể tạo ra một sự khác biệt lớn. Tốc độ bắn lý thuyết của khẩu M16 là 800 phát một phút. Khẩu súng cần sự hỗ trợ nhỏ của hệ thống khí áp suất cao. Khi một viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, một phần khí thuốc tạo ra sẽ được trích lại để đẩy cụm khóa nòng lui lại. Viên đạn tiếp theo sẽ được nạp vào buồng đạn, đúng không? Chính xác, khi bắn một viên khác đã được đưa lên nòng súng. Ngày nay, khẩu M16 được thiết kế để bắn ở các chế độ phát 1 hay loạt 3 phát 1.
Tay cầm trước để làm gì? Anh đã nói nó là để cách nhiệt nhỉ? Vâng. Giữ cho tay không bị bỏng vì nòng súng rất nóng đúng không? Cùng với đó, khẩu súng có thể gắn thêm bộ gá đa dụng để gắn thêm đèn pin hay bất cứ thứ gì mà người lính cảm thấy cần. Nó đã càng ngày càng gần hơn, gần giống một vũ khí hoàn thiện đúng không? Giờ chỉ còn một vài việc cuối trước khi khẩu M16 được hoàn thành. Ở đây, chúng tôi sẽ lắp phần thân trên vào phần thân dưới. Người công nhân sẽ bôi trơn nó, anh ta sẽ lắp bộ khóa nòng và đóng phần thân trên xuống. Anh ta sẽ thử lên đạn vài lần. Đảm bảo mọi thứ hoàn toàn chính xác. Sau đó, anh ta sẽ kiểm tra cụm cò, có giới hạn lực kéo cò nhỏ nhất và lớn nhất. Sau khi hoàn thành bước này, anh ta sẽ nhét thiết bị chậm buồng đạn vào. Làm thế để mọi người biết rằng không có đạn trong buồng đạn. Vì an toàn là một mối quan tâm lớn. Giờ thì khẩu súng đã trở nên nguy hiểm rồi đấy. Cuối cùng đã đến thời điểm tôi chờ đợi để bắn thử khẩu M16. Kéo cần lên đạn lại. Hãy cẩn thận. Một vấn đề là tôi đã không bắn súng từ lâu lắm rồi. Tôi không chắc là cảm giác sẽ ra sao. Tôi nhớ cái mùi này. Vũ khí được gắn vào giá, không bao giờ cầm trên tay. Chúng phải được ổn định chắc chắn để đo độ chính xác. Để qua bài kiểm tra này, khẩu M16 phải bắn trúng bia cách 90m mà không được lệch quá 10cm. Rudy Fisher có lý do riêng cho việc kiểm tra chất lượng những khẩu súng này. Tôi có một người con trai đang phục vụ trong không quân Mỹ. Khi nó nhận khẩu 240 do nhà máy này sản xuất, nó đã mang ngay ra trường bắn và tự thử. Sau đó nó gọi điện cho tôi và nói, bố đã làm ra những khẩu súng thật là tốt. Tôi trả lời, con trai, ta biết việc của chúng ta. Sau đó, nó gửi cho tôi số seri khẩu súng đó. Ngày hôm sau đi làm, tôi phát hiện, hóa ra, chính tôi là người đã kiểm tra chất lượng khẩu súng đó. Vâng, đó là lý do rất cá nhân. Giờ con trai ông đang ở đâu? Nó đang làm nhiệm vụ ở Iraq. Tôi chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất và hy vọng anh ấy trở về an toàn. Cảm ơn anh. Hãng FN Manufacturing sản xuất và đưa vào phục vụ khoảng 4.000 khẩu M16 một tháng. Nhìn kỹ, có thể thấy số seri. Nhìn gần hơn nữa, có thể thấy được dấu vân tay của hơn 540 người đã làm ra nó. Brian, tôi đã phải mang một khẩu súng này trong nhiều năm và nghĩ là tôi biết rất nhiều về nó. Sau ngày hôm nay, tôi nhận ra là mình chẳng biết gì cả. Tôi muốn cảm ơn anh vì đã cho tôi biết thêm nhiều điều. Chúng tôi rất tự hào vì sản xuất ra khẩu súng này và đó là phần nhỏ chúng tôi có thể làm cho những người lính. Cảm ơn.